Bằng sự tin tưởng của khách hàng, nhà thuốc Thống Nhất đã có mặt ở Bến Tre với 4 chi nhánh. Nhà thuốc Thống Nhất với tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo, đáp ứng nhu cầu của mỗi khách hàng, cung cấp đầy đủ những sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và trang thiết bị y tế thiết yếu chính hãng, được niêm yết giá trên toàn hệ thống website fanpage của nhà thuốc. Khách hàng cũng có thể truy cập vào website để đọc thông tin tình hình dịch bệnh, những bệnh theo mùa thường gặp, cách phòng tránh cũng như nâng cao kiến thức về sức khỏe cho bản thân và gia đình. Với đội ngũ là dược sĩ tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, được đào tạo định kỳ về kiến thức chuyên môn, với thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, là những người bạn tốt luôn đồng hành cùng sức khỏe của mỗi khách hàng, với sự hướng dẫn, tư vấn bệnh, dịch vụ đo mắt, soi da hoàn toàn miễn phí. Nhà thuốc Thống Nhất mang lại sức khỏe cho bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Cẩm nang sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Thưa quý khán giả, với mong muốn mang đến cho quý khán giả những thông tin bổ ích về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, cách phòng và điều trị một số căn bệnh nguy hiểm thường gặp và nâng cao chất lượng cuộc sống, Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre phối hợp cùng với Phòng khám đa khoa An Diệp Medical Bến Tre tổ chức thực hiện chương trình Cẩm nang sống khỏe với sự chia sẻ của các bác sĩ có kinh nghiệm, giàu chuyên môn tại Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhà thuốc Thống Nhất đã tài trợ chương trình. Thưa quý vị, bệnh viêm đại tràng không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà cả trên thế giới, và không chỉ xuất hiện ở người lớn mà ngày càng trẻ hóa và đặc biệt là xuất hiện ở trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào để phát hiện được bệnh viêm đại tràng sớm, cũng như là nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm đại tràng và các biện pháp để khắc phục căn bệnh này? Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Minh Khâm đến từ Phòng khám đa khoa An Diệp Medical, và xin gửi lời chào đến bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Lan Anh, chào quý khán giả đang xem đài. Rất vui ngày hôm nay được đồng hành cùng với chương trình Cẩm nang sống khỏe của Đài Truyền hình Bến Tre. Vâng, thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là bệnh viêm đại tràng là gì được không ạ? Như chúng ta đã biết thì thức ăn sau khi được tiêu hóa chất dinh dưỡng ở ruột non thì những chất cặn bã, chất thải còn lại sẽ được tống xuống đại tràng. Thì tại đây thì đại tràng sẽ hấp thu nước thêm một lần nữa, thì còn lại chỉ là những chất cặn bã cơ thể không thể nào hấp thu được sẽ được thải ra ngoài. Thì đại tràng là nơi dễ tổn thương nhất của đường tiêu hóa, dễ bị viêm nhất, tại vì nó chứa hầu như là tất cả các chất cặn bã của cơ thể, của thức ăn. Đồng thời cũng là nơi mà vi khuẩn dễ sinh sôi và phát triển nhất. Viêm đại tràng là tình trạng viêm nhiễm ở khu trú, ở tại một nơi hoặc toàn bộ niêm mạc của đại tràng. Nó sẽ gây những cái biểu hiện như đau quặn bụng, đi tiêu, phân nhầy máu, kèm theo có thể là có sốt. Đó là tình trạng của viêm đại tràng. Dạ, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết thêm về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này ạ? Hiện tại viêm đại tràng thì xảy ra rất là phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới, mà cái nguy cơ nhiều nhất nếu như chúng ta không điều trị thì sẽ gây ra những cái biến chứng và những cái bệnh lý rất là nguy hiểm, ví dụ như là ung thư đại tràng, viêm đại tràng xuất huyết, có thể là bị thủng đại tràng. Thì rất là nguy hiểm tình trạng này, nếu như không điều trị sớm và phát hiện sớm thì rất là nguy hiểm. Như bác sĩ chia sẻ thì viêm đại tràng cũng mức độ nguy hiểm cũng khá là cao. Vậy thì có mấy dạng viêm đại tràng ạ? Hiện tại thì người ta phân làm hai loại viêm đại tràng, đó là viêm đại tràng cấp tính và viêm đại tràng mãn tính. Cảm ơn bác sĩ. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này ạ? Về viêm đại tràng thì nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bị ngộ độc thực phẩm, sử dụng các cái thức ăn bị nhiễm bẩn, nhiễm hóa chất độc hại. Về cái lối sống thì chúng ta một số trường hợp bị stress, áp lực trong công việc, căng thẳng, gây tình trạng táo bón kéo dài thì cũng gây viêm đại tràng. Ngoài ra thì có một số nguyên nhân là do cái bệnh, do cái bệnh lý tự miễn thì gây ra tình trạng viêm đại tràng. Như bác sĩ có chia sẻ thì về chế độ ăn uống, vậy thì chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với căn bệnh này ạ? Thì như chúng ta đã biết, đại tràng là nơi chứa những cái chất cặn bã của thức ăn và nơi sinh sôi nhiều vi khuẩn,
Cho nên khi mà chúng ta ăn những thực phẩm không được chế biến sạch, được chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng các cái hóa chất thực phẩm có nhiễm hóa chất độc hại, thì nó sẽ gây tình trạng viêm ở cái đại tràng. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, thì theo Lan Anh được biết là đau bụng cũng là một trong những biểu hiện phổ biến của bệnh viêm đại tràng và các bệnh lý khác liên quan đến đường tiêu hóa. Vậy thì bằng cách nào mà chúng ta có thể phân biệt được đâu là đau bụng do viêm đại tràng ạ? Xin cảm ơn Lan Anh. Thì trong cái đau bụng thì có là đau bụng do bệnh lý ở đại tràng và đau bụng do các cái bệnh lý ở các cơ quan khác cũng như là các cái ở tại cái đường tiêu hóa. Thì đối với bệnh nhân bị viêm đại tràng thì bệnh nhân sẽ có tình trạng đau quặng bụng hoặc là đau âm ỉ, đau ở hố chậu phải hoặc hố chậu trái hoặc có thể là dọc theo khung đại tràng. Kèm ngoài ra thì bệnh nhân sẽ có những cái tình trạng là đi tiêu có nhầy máu hoặc là đi tiêu ra chất nhầy. Đồng thời thì bệnh nhân cũng có một số cái biểu hiện ví dụ như là có sốt, có chướng bụng, đầy bụng. Nếu như mà chúng ta muốn phân biệt rõ về những cái triệu chứng do bệnh lý ở đại tràng thì tốt nhất là chúng ta sẽ đến các cơ sở y tế để thăm khám và cho có thể là sẽ cho siêu âm bụng, CT hoặc MRI ổ bụng để phát hiện những cái bệnh lý ở đại tràng. Và đặc biệt nhất, cái phương pháp mà để chẩn đoán chính xác bệnh lý đại tràng đó là chúng ta sẽ nội soi đại tràng là để xác định được nguyên nhân cũng như là mức độ bệnh của bệnh viêm đại tràng. Với những ai bị đau bụng thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để có những cái can thiệp để biết được là mình bị đau bụng do viêm đại tràng hay là các bệnh lý về đường tiêu hóa. Cảm ơn bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm là nếu như mà bị viêm đại tràng rồi thì chúng ta có thể trị dứt điểm được hay không? Và cái cách nào để chúng ta có thể phòng ngừa được căn bệnh này ạ? Đối với bệnh lý viêm đại tràng là một bệnh lý nội khoa, chúng ta có thể điều trị dứt điểm nếu như chúng ta phát hiện bệnh lý sớm và tuân thủ điều trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Về cái phương pháp phòng thì đại tràng là một bộ phận của đường tiêu hóa, thì như chúng ta đã nói là nơi chứa những cái chất cặn bã của thức ăn. Thì để phòng ngừa bệnh lý viêm đại tràng thì chúng ta cần phải ăn uống là phải thực hiện là ăn chín uống sôi, ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế các cái thức ăn chiên, rán, nướng, các cái thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo và các sản phẩm từ sữa. Ngoài ra thì chúng ta cần phải bổ sung thêm rau, bổ sung nước, các vitamin và khoáng chất. Đồng thời chúng ta cần phải tập thể dục, vận động, tránh táo bón để không gây cái tình trạng viêm đại tràng. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho quý khán giả nắm được những cái cách để chúng ta phòng tránh căn bệnh viêm đại tràng này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cẩm nang sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre với chủ đề viêm đại tràng và mức độ nguy hiểm. Sau đây là một số câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình. Đầu tiên mời bác sĩ Nguyễn Minh Khâm cùng theo dõi trường hợp đầu tiên từ anh Phi ở Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre đã có câu hỏi gửi về cho chương trình như sau. Thưa bác sĩ, tôi thỉnh thoảng bị trướng bụng rất khó chịu. Thường sau một bữa ăn thì bụng đầy hơi, căng trướng lên nhưng không đau bụng hay đi ngoài. Thỉnh thoảng tôi cũng bị táo bón và đi tiêu ra máu. Hỏi bác sĩ là tôi có bị viêm đại tràng hay không? Và xin mời bác sĩ Nguyễn Minh Khâm có thể giúp anh Phi để trả lời câu hỏi của mình ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Phi. Thì về triệu chứng của anh thì về trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu kèm theo có táo bón và bị đi tiêu ra máu thì đây là một bệnh lý ở đường tiêu hóa. Nhưng mà anh cũng không có nói rõ được là mình khi mà mình bị đi tiêu ra máu là đi kèm theo phân hay là đi tiêu sau phân, tại vì có những cái bệnh lý liên quan nữa, ví dụ như tại trực tràng bị trĩ nội trĩ ngoại cũng đi tiêu ra máu cũng có gây tình trạng táo bón. Còn viêm đại tràng thì phải có đau bụng rồi gói loạn đi tiêu, là ví dụ như táo bón kèm theo đi tiêu phân lỏng, hoặc là có một trong hai triệu chứng đó. Về những cái thông tin mà anh đưa ra
thì tốt nhất anh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, và chúng ta tốt nhất là anh nên đi nội soi cái đường tiêu hóa của mình để xác định chính xác là anh có bị viêm đại tràng hay không. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Khâm với phần chia sẻ vừa rồi, và hy vọng là với phần chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Minh Khâm thì cũng sẽ giúp cho anh Phi giải đáp được thắc mắc của mình. Và ngay sau đây mời quý khán giả cùng theo dõi câu hỏi thứ hai từ bác Đào Anh Tuấn, quê ở Vĩnh Long, đã có câu hỏi gửi về cho chương trình như sau. Thưa bác sĩ, tôi hay bị đầy hơi, trung tiện, thỉnh thoảng có bị đau bụng nhẹ. Tôi đi nội soi cách đây 4 năm và được bác sĩ kết luận bị viêm đại tràng và được kê đơn thuốc về uống. Tôi uống thuốc thì hết đầy hơi, khỏi đau bụng nhưng chỉ một thời gian lại tái phát. Và bác sĩ cho tôi hỏi, khi điều trị viêm đại tràng một thời gian lại tái phát phải làm sao? Mong bác sĩ tư vấn và giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và với câu hỏi của bác Đào Anh Tuấn, mong bác sĩ có thể giải đáp giúp bác ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bác Đào Anh Tuấn. Thì về cái tình trạng viêm đại tràng cũng giống như lúc nãy đã nói, thì viêm đại tràng là một bệnh lý nội khoa có thể điều trị khỏi, nhưng chúng ta nó cũng dễ tái phát. Lý do là về chế độ ăn uống của chúng ta có thể là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm các cái hóa chất độc hại thì sẽ gây tái nhiễm, hoặc là tình trạng căng thẳng, stress, lo lắng thì chúng ta sẽ bị tái phát trở lại. Thì hiện tại nếu như trong trường hợp của bác thì bác phải tuân thủ điều trị, có nghĩa là khi chúng ta bị viêm đại tràng và được chẩn đoán viêm đại tràng thì khi nào bác sĩ yêu cầu đề nghị là chúng ta ngưng thuốc thì chúng ta mới được ngưng thuốc. Chứ một số trường hợp chúng ta cảm thấy triệu chứng của chúng ta đã giảm rồi, không đi tái khám nữa thì khi đó là sẽ gây ra tình trạng tái phát trở lại. Đồng thời thì về chế độ ăn của chúng ta cũng phải là ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì để làm giảm cái nguy cơ tái phát của bệnh. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ với phần chia sẻ vừa rồi. Và thưa bác Đào Anh Tuấn, với phần chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho bác sẽ có được câu trả lời của mình, và chúc cho bác có thật nhiều sức khỏe. Và ngay sau đây mời quý vị khán giả cùng đến với câu hỏi cuối cùng từ chị Phương ở Bến Tre, có câu hỏi gửi về cho chương trình như sau. Chào bác sĩ, tôi nghe nói viêm đại tràng lâu ngày sẽ có nguy cơ bệnh ung thư đại tràng, điều này có chính xác không ạ? Và xin mời bác sĩ có thể giải đáp giúp chị Phương ở Bến Tre. Cảm ơn câu hỏi của chị Phương. Thì như chúng ta đã biết ngay từ đầu, cái biến chứng của bệnh lý viêm đại tràng cũng như là trong cái trường hợp viêm đại tràng mãn tính không được điều trị triệt để thời gian kéo dài thì nó sẽ gây ra các bệnh lý liên quan nguy hiểm, đặc biệt nhất là gây nên ung thư đại tràng. Thì điều này là hoàn toàn chính xác. Như chúng ta đã biết, ung thư đại tràng hiện tại là một cái bệnh lý rất là phổ biến ở trên thế giới. Tại Việt Nam hiện tại thì ung thư đại tràng là chiếm tỷ lệ 100,1 trên 100.000 dân, được xếp trong là 10 bệnh ung thư nguy hiểm nhất của Việt Nam. Cho nên là viêm đại tràng là có khả năng gây viêm đại tràng mãn tính kéo dài thì sẽ có khả năng là gây nên ung thư đại tràng. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ với phần chia sẻ vừa rồi, và hy vọng là với chị Phương thì với nghe những chia sẻ của bác sĩ, chúng ta cũng nên thăm khám tại các phòng khám và các bệnh viện để có thể điều trị tốt nhất về căn bệnh cho mình. Trước khi khép lại chương trình thì xin mời bác sĩ Nguyễn Minh Khâm có thể chia sẻ về một số lưu ý để giúp chúng ta có thể phòng tránh được bệnh viêm đại tràng, cũng như là giúp cho bệnh nhân có thể yên tâm điều trị để có kết quả tích cực nhất ạ. Viêm đại tràng là một bệnh lý ở đường tiêu hóa. Nó gây tình trạng viêm nhiễm khu trú hoặc là toàn thể niêm mạc của đại tràng. Thì nguyên nhân của viêm đại tràng thì thường là do ngộ độc thực phẩm, sử dụng các cái bị dị ứng với các cái thức ăn lạ, sử dụng các cái thực phẩm có nhiễm hóa chất độc hại, đồng thời cũng có sử dụng các loại kháng sinh mà bệnh nhân tự điều trị thì sẽ gây tình trạng bị viêm đại tràng. Ngoài ra có một bệnh lý là bệnh lý đại tràng tự miễn thì sẽ gây tình trạng viêm đại tràng mãn. Về triệu chứng của bệnh lý viêm đại tràng thì thường là bệnh nhân sẽ có tình trạng đau quặn bụng, đau âm ỉ từng cơn,
đau dọc theo khung đại tràng. Kèm theo đó có một số cái triệu chứng kèm theo, ví dụ như là đi tiêu có máu kè dính trong phân, hoặc là có tình trạng đi tiêu nhầy máu. Bệnh nhân có thể có sốt, chướng bụng đầy hơi. Thì khi mà có những cái triệu chứng như thế thì chúng ta cần phải đi đến cơ sở y tế để cho các bác sĩ có cái hướng điều trị phù hợp nhất và sử dụng phác đồ tốt nhất. Và đặc biệt là chúng ta cần phải tuân thủ cái phác đồ điều trị viêm đại tràng. Ngoài ra thì chúng ta muốn phòng ngừa bệnh lý viêm đại tràng cũng như là phòng ngừa tái phát thì chúng ta cần phải có cái chế độ ăn hợp lý, là ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế sử dụng các cái thực phẩm chiên rán nướng nhiều dầu mỡ, các sản phẩm từ sữa. Ngoài ra chúng ta cũng phải bổ sung ăn nhiều rau, uống nhiều nước, tập thể dục, vận động thường xuyên, tránh táo bón để tránh gây viêm đại tràng cũng như là tái phát viêm đại tràng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Khâm với phần chia sẻ về những lưu ý về cách phòng tránh các bệnh viêm đại tràng. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cẩm Nang Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre hôm nay với chủ đề bệnh viêm đại tràng và mức độ nguy hiểm. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Minh Khâm, Phòng khám Đa khoa An Diệp Medical Bến Tre đã dành thời gian tham gia chương trình. Và xin cảm ơn Phòng khám Đa khoa An Diệp Medical Bến Tre đã phối hợp thực hiện chương trình. Và cảm ơn Nhà thuốc Thống Nhất đã tài trợ cho chương trình. Chúc quý khán giả luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc. Còn bây giờ, Lan Anh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau.